Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 3.000 đô la đến từ Mecha Master. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì sẽ thực hiện các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Rồi, đầu tiên thì mọi người sẽ follow Twitter này. Chọn theo dõi, quay trở lại, chọn continue, tiếp theo retweet lại, rồi chọn tweet lại và chọn like nhé. Rồi quay trở về, continue, tiếp theo join vào Telegram. Rồi sau đó quay trở lại, chọn continue, tiếp tục join vào Telegram. Rồi quay trở về, sau đó thì truy cập vào YouTube của nó. Chọn đăng ký, quay trở lại. Rồi sau đó thì truy cập vào website. Ok, quay lại. Rồi, join vào Discord. Xác minh ở trong Discord nhé. Mọi người sẽ kéo lên này, tích vào ô vuông, chọn hoàn thành. Rồi, sau đó gạt sang bên phải. Có phải xác minh, xác mail gì không? Ok, quay về đây. Rồi, sau đó gửi cho nó địa chỉ ví BEP 20. Tiếp tục mọi người sẽ gửi địa chỉ ví để nhận cái NFT ấy. Rồi thì đây là một cái dự án không rep nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.